Vết trượt dài của nữ sinh lớp 11 cùng đồng bọn lên mạng bẫy tình, cướp tài sản. Từng là một nữ sinh ngoan, học giỏi, thế nhưng để cứu bạn trai thoát khỏi nợ nần và có tiền cùng đồng bọn ăn chơi, Đỗ Thảo M, nữ sinh lớp 11, sinh năm 2006, ở Hà Nội, sẵn sàng cùng đồng bọn lên kế hoạch vào mạng bẫy tình, chiếm đoạt tài sản. Sau vài phi vụ chót lọt, M tiếp tục dấn sâu vào vết trượt dài tội lỗi, lên mạng bẫy tình cứu người yêu. Trung tuần tháng 3 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về hành vi cướp tài sản. Điều đáng nói, 6 trên 7 đối tượng liên quan trong vụ án này trước khi bị bắt đều là học sinh cấp 3, đang theo học tại một số trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội. Đối tượng còn lại là một cô nhi, sống lang thang vất vưởng, thiếu bàn tay chăm sóc của người thân. Theo điều tra ban đầu, Đỗ Thảo M trước khi bị bắt từng là lớp trưởng lớp 11 của một trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội và Nguyễn Bá Hát, sinh năm 2006, ở Hà Nội, cùng là học sinh lớp 11, có quan hệ tình cảm với nhau. Do Hát cần tiền trả nợ, M nảy sinh ý định lên mạng bẫy tình, chiếm đoạt tài sản của người khác để cứu người yêu. M và Hát bàn bạc, M lên mạng Facebook sử dụng tài khoản Linh BB, đăng tải nội dung giao bán dâm dưới mối quan hệ Sugar Baby Sugar Daddy, nhằm dụ dỗ các bị hại rồi hẹn ra nhà nghỉ, khách sạn quanh địa bàn Hà Nội để chiếm đoạt tiền. Để thuận tiện cho việc liên lạc, M tạo nhóm chat trên Facebook đặt tên là Báo. Ngoài tài khoản Linh BB, M còn sử dụng thêm tài khoản khác là Đỗ Quyên, Hát sử dụng tài khoản đặt Nguyễn, còn Hồ Phước Ca, sinh năm 2007, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, sử dụng tài khoản Hải Sâm để liên lạc, trao đổi thông tin khi thực hiện hành vi phạm tội. Tài sản chiếm đoạt được của các bị hại sẽ do M và Hát quản lý, chia cho đồng bọn, cùng nhau ăn tiêu. Sau đó, M lên mạng bắt đầu kế hoạch giăng bẫy. Nhiều nam giới hám của lại nhanh chóng dính bẫy đã đến nhà nghỉ, khách sạn cùng M vui vẻ. Tuy nhiên, trước khi khách đòi thực hiện hành vi mua dâm, M nại ra các lý do rồi trốn vào nhà vệ sinh nhắn tin cho Hát và đồng bọn xông vào phòng giàn cảnh. Giả vờ phát hiện bị hại quan hệ với trẻ em rồi chửi bới, quay video, dùng dao đe dọa, chiếm đoạt tiền. Ngày 20 tháng 2, M vào Facebook thả thính, hẹn gặp anh Đinh Văn Hát, sinh năm 1980, ở quận Ba Đình. Theo kế hoạch, các đối tượng nhanh chóng vào vai đã được phân công. Tham gia phi vụ này, ngoài các đối tượng nói trên còn có Nguyễn Xuân B, sinh năm 2006, quê Thái Bình, là trẻ cô nhi, Nguyễn Minh Quy, sinh năm 2005, và Lương Tuấn P, sinh năm 2006, cùng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khoảng 9 giờ ngày 21 tháng 2, cả nhóm tập trung tại ngõ 174, phố Đội Cấn, quận Ba Đình để mờ một mình đi gặp anh Hát dàn cảnh thực hiện hành vi mua, bán dâm theo kế hoạch. Khi M vừa đến, Hát mời vào nhà rồi vội vàng giở trò sàm sỡ nữ sinh thì bị M dùng điện thoại quay lại video làm bằng chứng, rồi lấy lý do đi vệ sinh để nhắn tin cho đồng bọn. Tuy nhiên, do cửa khóa nên đồng bọn của M không thể vào bắt quả tang việc mua, bán dâm giữa anh Hát và M như dự định. Do vậy, M chạy ra cửa tầng 1 hô hoán, kêu cứu. Thấy M la hét, Hát đưa trả điện thoại và mở cửa cho M ra về. Thoát được ra ngoài, M kể lại sự việc trên cho Hát, T, B. Quy tức giận việc M bị Hát cưỡng bức và chưa chiếm đoạt được tài sản nên cả nhóm kéo vào nhà anh Hát trả thù. Tại đây, Quy được phân công đứng cảnh giới, số còn lại dùng gạch đập vỡ cửa kính, đập vỡ chậu hoa và camera nhà anh Hát, đồng thời liên tục chửi bới. Đúng lúc này, anh Đinh X, anh trai của anh Hát, đi làm về phát hiện, nghĩ Hát xảy ra mâu thuẫn nên mời Hát và M vào nhà nói chuyện. Khi vào nhà, M và Hát tiếp tục chửi bới, đòi anh Hát xuất hiện thì bị anh X ngăn lại. Không tìm được Hát cũng như chưa chiếm đoạt được tài sản theo kế hoạch, quan sát thấy trong phòng có treo một chiếc TV là tài sản có giá trị, Hát với cốc uống nước. Trên bàn đập vỡ xuống sàn để uy hiếp anh X rồi dùng tay giật chiếc TV treo trên tường mang đi. Thấy vậy, anh X túm áo Hát giữ lại thì bị Hát cùng đồng bọn khống chế đẩy ra. Sau đó, cả nhóm tẩu thoát, mang chiếc TV đem đi bán lấy tiền ăn tiêu. Sau khi xảy ra vụ việc, anh X đã đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận thông tin vụ việc, Ban Chỉ huy Công an quận Ba Đình đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an quận phối hợp với Công an phường Đội Cấn nhanh chóng điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây án. Chỉ sau chưa đầy một ngày, lực lượng Công an đã triệu tập M và Hát cùng các đối tượng liên quan lên làm việc, xóa sổ nhóm cướp mang nickname Báo. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra làm rõ, trước đó vào ngày 16 tháng 2, M lên mạng kết nối được với một nam thanh niên tên Hát, chưa xác định được nhân thân, và hẹn gặp nhau tại một khách sạn ở huyện Hoài Đức, Hà Nội để thực hiện hành vi mua, bán dâm. Khoảng 11 giờ cùng ngày, M cùng Hát ca đến địa chỉ trên rồi một mình M vào khách sạn gặp bị hại. Còn ca mang theo một con dao gấp đưa cho Hát sử dụng rồi cả hai ngồi chờ ở ngoài đợi thông tin từ M.
Khi M và bị hại vào P601 của khách sạn trên, M vào nhà vệ sinh, nhắn tin thông báo số phòng cho H. Nhận được thông báo, H cùng K gõ cửa xông vào sử dụng dao đe dọa, uy hiếp anh H phải giao tiền cho H. Do không có tiền nên bị hại đã cùng các đối tượng đến cửa hàng cầm đồ cầm cố chiếc xe máy Honda Airblade của bị hại được 20 triệu đồng. Chiếm đoạt được số tiền trên, H chia cho K 1 triệu đồng, số còn lại H và M cùng nhau tiêu xài hết. Thực hiện chót lọt vụ thứ nhất, M và H rủ thêm bạn xã hội là Nguyễn Thị Minh Thị S, nữ sinh lớp 11, sinh năm 2006, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, và Nguyễn Minh Quy. Cùng tham gia, M phân công cho Thị S và Quy có nhiệm vụ cùng xông vào phòng với H, K để đe dọa bị hại hoặc đứng ngoài cảnh giới, tránh để bị người khác phát hiện. Cũng bằng thủ đoạn tương tự, nhóm tội phạm nhí do nữ sinh Đỗ Thảo M và Nguyễn Bá H cầm đầu, gây ra nhiều vụ chiếm đoạt tài sản khác của nhiều bị hại với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng. Hầu hết, các bị hại trong vụ án này khi mắc bẫy đều làm theo yêu cầu của các đối tượng, chấp nhận mất tiền để mua sự bình yên với giá cắt cổ. Tại cơ quan công an, nhóm tội phạm tuổi Tin dường như vẫn chưa ý thức được hành vi phạm tội của mình nên khá vô tư, không mấy tỏ ra lo lắng. Chỉ sau khi được các cán bộ điều tra giải thích, khuôn mặt các đối tượng mới chuyển sắc thái, tỏ ra ăn năn hối hận và một mạch khai ra hàng loạt phi vụ đã gây ra trước đó. Nhóm cướp tuổi Tin mang nickname Báo Tuy đã bị xóa sổ, thế nhưng tương lai của những thanh thiếu niên này cho những tháng, ngày tới là điều xót xa cho những người có trách nhiệm. Thiếu tá Hà Việt Trung, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an quận Ba Đình cho biết, đa số các đối tượng trong vụ án này tuổi đời còn rất trẻ và đang là học sinh có học lực giỏi. Tuy nhiên, do nhận thức về các quy định của pháp luật còn hạn chế nên nhất thời có những hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ. Khi bị bắt, thậm chí còn chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Chỉ đến khi được cán bộ điều tra giải thích rõ hậu quả, các đối mới bừng tỉnh. Còn đại úy Nguyễn Quang Tú, cán bộ trực tiếp được phân công điều tra vụ án chia sẻ sau khi tiếp nhận hồ sơ. Qua tìm hiểu hoàn cảnh của những đứa trẻ này chúng tôi cũng không khỏi bất ngờ. Đa số các đối tượng đang là học sinh khối trung học phổ thông trước khi bị bắt giữ không phải là học sinh cá biệt. Chỉ duy nhất có đối tượng Nguyễn Xuân B mất cha từ nhỏ và bị mẹ gửi vào trại trẻ mồ côi nên thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người thân. Đáng chú ý, Đỗ Thảo M trước khi phạm tội là một học sinh có lực học tốt, được tín nhiệm bầu làm lớp trưởng và sống trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khá giả. Còn Nguyễn Quốc Hát cũng vậy. Bố, mẹ Hát đều là công chức nhưng không biết vì lý do gì lại buông lỏng trong việc quản lý con cái để xảy ra hậu quả đáng buồn này. Khi nhận được tin con bị bắt giữ, hầu hết các ông bố, bà mẹ mới trách móc bản thân đã không sát sao với những sinh hoạt hàng ngày của con nên mới để xảy ra cơ sự như ngày hôm nay. Chuyên gia tâm lý Trần Tuấn cho rằng, nhìn vào cục diện vụ việc cho thấy, ngoài đối tượng có hoàn cảnh gia đình rất éo le, nếu không muốn nói là bất hạnh như B thì đã đành. Thế nhưng với các cháu còn lại trong vụ án này, không thể phủ nhận việc thiếu sự quan tâm của người thân trong gia đình. Nhiều khi bố, mẹ thấy con học được, học giỏi lại luôn nghĩ con mình ngoan, thậm chí thực hiện các yêu cầu của con một cách vô điều kiện. Khi con nói đi học thêm, đến nhà bạn học nhóm, đi ra ngoài làm việc nọ việc kia thì rất dễ tin hơn là những cháu có lực học kém hoặc nghịch ngợm. Bên cạnh đó, chúng ta đang sống trong thời công nghệ số không còn như xưa. Ngày nay, chỉ cần một chiếc smartphone có kết nối Internet là vào được mạng thì cái gì cũng có. Cái hay, cái dở đều có cả. Việc các bạn trẻ Azure sống theo trào lưu rất dễ. Chính vì thế, nếu để các cháu tự do thì rất dễ bị sa ngã vào các cám dỗ ngoài xã hội. Đặc biệt, ở độ tuổi mới lớn, các bạn trẻ rất thích thể hiện mình là người lớn, có những hành động bồng bột. Nếu thiếu sự quan tâm của gia đình rất dễ sa ngã vào con đường tội lỗi, chuyên gia tâm lý Trần Tuấn chia sẻ.